Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Nuôi cá để phát triển kinh tế ở nhiều quy mô khác nhau, với diện tích từ vài chục đến vài nghìn mét vuông thì người nuôi có thể thiết kế được một ao nuôi. Đối tượng nuôi trong ao cũng rất phong phú và đa dạng. Nhưng phần đa người nuôi cá thường không chú trọng đến tìm ra biện pháp để tăng năng suất cá nuôi nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Hiểu được nhu cầu đó, Dr. Vet muốn đưa đến cho các bạn phương pháp giúp tăng năng suất cá nuôi mà chất lượng thịt nâng cao, giúp đầu ra của các bạn ổn định hơn. Nuôi cá chú trọng thời điểm hay còn gọi là mùa vụ. Và nguồn thức ăn được tận dụng hợp lý để giảm chi phí thức ăn, tăng lợi nhuận. Cùng với việc lựa chọn con giống uy tín chất lượng sẽ đóng vai trò tiên quyết cho cả vụ nuôi. Không những thế, khâu chăm sóc, quản lý, kỹ thuật nuôi cá và kiểm soát dịch bệnh cũng đóng vai trò quyết định thành bại của người nuôi. Để đi sâu hơn giúp tăng năng suất cho vụ nuôi cá, các bạn lưu ý những điều sau. Thứ nhất là về độ sâu của ao và bờ ao. Mỗi loài cá khác nhau thích hợp với độ sâu khác nhau. Tuy nhiên, trong cùng điều kiện ao nuôi, ao có độ sâu hơn sẽ khai thác năng suất tốt hơn. Ao thường đào sâu 1,5 đến 2,5 m, không sâu quá 3 m. Bờ ao phải cao hơn mực nước cao nhất trong năm, với mực nước tối thiểu là 0,5 nhằm tránh thất thoát cá. Còn mùa mưa lũ, người dân phải có biện pháp bảo vệ bờ ao chắc chắn. Trong quá trình xây dựng ao phải đảm bảo mặt nước ao thông thoáng để tạo điều kiện cho sự phát triển của thức ăn tự nhiên cũng như dưỡng khí được hòa tan trong nước dễ dàng. Thứ hai là nguồn nước và chất lượng nước. Yêu cầu đầu tiên cho thủy sản phát triển là môi trường sống của chúng. Nước có chất lượng tốt là tiêu chí quan trọng hàng đầu, nhưng nguồn nước đủ và chủ động sẽ giúp phần nâng cao hiệu quả nuôi. Trong quá trình nuôi, người dân cần định kỳ thay nước trong ao để kích thích sự tăng trưởng của cá, hạn chế chất độc lưu tồn, tốt nhất là cứ mỗi tháng bà con thay nước một lần. Trong thực tế, việc theo dõi và đánh giá chất lượng nước ao, người nuôi có thể sử dụng các dụng cụ đo chất lượng nước. Bên cạnh đó, người nuôi kết hợp với quan sát màu nước. Nước tốt ao phí nhiêu là màu nước có màu xanh lá chuối non hoặc màu vỏ đậu xanh. Nước tương đối tốt, màu hơi đục hoặc màu cỏ úa. Nước xấu, màu đen, đen lục hay vàng, có khi nước đục không màu sắc. Nước độc, màu đen, xám hay đỏ vàng, gặp lúc nắng gắt, nhiệt độ nước lên cao, nước ao nổi bọt. Nước có mùi hôi tanh, trên mặt đóng váng dày đặc. Định kỳ bổ sung men vi sinh xử lý ao ABOL giúp giảm bùn đen, khí độc, giảm tảo, phân hủy chất hữu cơ. Thứ ba là giống tốt. Đây là yếu tố quan trọng quyết định năng suất sau này. Cá đồng đều, màu sắc chân láng, vây, vẩy, đủ cả. Hoạt động nhanh nhẹn, không bệnh tật, không dị hình và kích thước đạt theo tiêu chuẩn giống. Các con giống được chọn nuôi đảm bảo khỏe mạnh đã góp phần nâng cao sản lượng nuôi thủy sản. Các bạn lưu ý, khi nhập cá về nên tắm cho cá bằng kháng sinh phòng bệnh. Một số loại kháng sinh các bạn có thể tham khảo như Azicin 500S hoặc Aocilline 200S. Ngoài ra, giúp cá tăng sức đề kháng, lớn nhanh, cần bổ sung các loại vitamin hoặc men vi sinh. Ngoài những biện pháp trên, nuôi ghép thích hợp cũng đáng quan tâm. Nuôi ghép cho nhiều loại cá với một tỷ lệ thích hợp cho hiệu quả cao hơn là nuôi duy nhất một loại. Nuôi ghép cho phép tận dụng được các nguồn thức ăn tự nhiên trong ao vì môi trường nước ao được chia làm 3 tầng khác nhau cho các loài cá sinh sống. Ở tầng mặt thì dành cho cá mè, tầng giữa dành cho nhóm cá, tai tượng, chấm cỏ, rô phi, cha, tầng đáy dành cho nhóm cá chép, chấm, trôi, chê, cá bống tượng. Mỗi loài cá đều có tập tính sống thích hợp khác nhau theo tầng nước, do đó khi nuôi ghép theo nhóm loài và tỷ lệ thích hợp thì người nuôi sẽ tận dụng được tối đa nguồn thức ăn tự nhiên trong ao. Tuy nhiên, người nuôi cần tính toán chọn lựa loài cá nào và tỷ lệ ghép như thế nào để không ảnh hưởng đến sự cạnh tranh thức ăn trong một tầng nước. Về mật độ, người nuôi lưu ý, mật độ thả tùy thuộc vào loại hình nuôi, điều kiện nuôi, lượng thức ăn cung cấp và kích thước cá giống. Về thức ăn, nếu lượng thức ăn tự nhiên trong ao không đủ cho cá, thì người nuôi cần cung cấp thêm thức ăn tùy thuộc vào đối tượng cá chính trong ao, mật độ thả và tính chất nước. Trong quá trình cho ăn, bà con lưu ý lên cho ăn ở địa điểm nhất định, đóng khung hoặc làm sàng cho cá ăn. Nên sử dụng các loại thức ăn đơn giản, dễ tìm như cám, bột bắp, khoai lang, khoai mì, bã đậu, khô dừa, vân vân. Về vấn đề quản lý, người nuôi nên thường xuyên thăm ao, ít nhất 2 lần trong ngày, theo dõi hoạt động của cá để kịp thời phát hiện hiện tượng cá nổi đầu. Bình thường cá nổi đầu vào sáng sớm đến khi mặt trời lên cao và lặn nhanh khi có tiếng động. Ngược lại, sau 8 giờ sáng mà cá vẫn nổi đầu kể cả khi có tiếng động, vẫn không lặn là hiện tượng bất thường. Biện pháp đối phó tức thời là thay 2/3 lượng nước trong ao, người nuôi thêm nước mới vào, ngưng không cho ăn 1 đến 2 ngày.
không bón phân, vớt rau bèo trên mặt ao. Hoặc cũng có thể san bớt cá hoặc đánh bắt cá nếu như cá đã lớn. Bên cạnh đó, trong quá trình nuôi, người dân nên chủ động các biện pháp phòng bệnh. Nếu khâu chuẩn bị ao và cải tạo ao tốt, quản lý chu đáo, hạn chế được rất nhiều bệnh. Hơn nữa, việc trị bệnh cho cá rất phức tạp và hiệu quả thường không cao. Do vậy, bà con cần chú ý đến việc phòng bệnh cho cá là yêu cầu có tính quyết định. Có như thế mới đảm bảo được nâng cao năng suất vụ cá nuôi. Trên đây, Dr. Vet vừa đưa đến cho các bạn một số cách giúp tăng năng suất cá nuôi. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn, các bạn có thể liên hệ đến số hotline của kênh. Đừng quên đăng ký và chia sẻ thêm nhiều kiến thức về chăn nuôi thủy sản hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!